Chia sẻ một chút xíu về cái cuộc sống của mình sau khi có chồng ha. Sau khi có chồng thì cho thấy vui hơn, bởi vì là mình được sống với người mình thương yêu, rồi mình cũng bắt đầu một cuộc sống của một người phụ nữ của gia đình làm vợ. Thì có những cái cũng bỡ ngỡ, ví dụ như là chăm sóc gia đình, chăm sóc chồng vân vân. Thì mình cũng có những cái mình chưa làm tốt, thì nó sẽ phải cần thời gian. Khi mà sống chung với nhau thì sẽ có những cái kinh nghiệm mà mình hiểu được bạn đời của mình, rồi mình cũng biết sự hy sinh, sự thấu hiểu, và dần dần chăm nghĩ cái công việc làm vợ nó sẽ càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Bởi vì khi mà sống chung với một người khác hoàn toàn với cái cuộc sống của mình thì sẽ có những cái mâu thuẫn, cũng có những cái bất đồng, nhưng mà vẫn có cách để ngồi lại, để cùng thấu hiểu nhau, để cùng vượt qua những khó khăn. Thì đó là những cái lúc mà cả hai vợ chồng hoàn thiện bản thân lẫn nhau. Và Trâm hy vọng là với cái sự trưởng thành của những người, Trâm và chồng Trâm đều là những người trưởng thành đến với nhau, thì mọi mâu thuẫn sẽ giải quyết rất là nhanh, và cùng nhau xây đắp cái cuộc sống gia đình nó hạnh phúc. Và sau này có con có cái thì cũng sẽ còn nhiều vấn đề nữa, nhưng mà cái nền tảng gia đình vẫn là yêu thương nhau, thấu hiểu nhau và chung thủy với nhau. Cả hai người không người nào biết nấu ăn hết á. Nhưng mà Trâm đã học nấu ăn để tự nấu cho mình trước nè, tại vì Trâm ăn chay. Còn ở nhà nó có cái vấn đề là Trâm lúc nào cũng ăn tối lúc 6 giờ, chồng ăn tối lúc 10 giờ. Hai người là hai cái khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau, cho nên là vợ nấu phần vợ ăn, chồng nấu phần chồng ăn, không ai đụng ai hết. Vợ nấu xong vợ tự rửa chén, chồng nấu xong chồng tự rửa chén. Nó cũng có một sự thú vị, nhưng mà Trâm thấy thật sự là thoải mái, bởi vì là chồng Trâm không bắt Trâm phải làm cái này làm cái kia, mà muốn làm gì cũng được. Ví dụ như lười không muốn làm việc nhà thì thuê người làm tới làm, còn ngày nào xuyên thì mình làm, không bắt là em phải rửa chén nấu nhà, nấu cơm quét nhà này nọ kia, mà cho cả hai luôn, cùng cho nhau cái cảm giác thực sự thoải mái khi sống chung với nhau, chứ không phải là bắt buộc như một khuôn khổ của một gia đình là phải như thế nào. Mà chúng tôi vẫn giữ được cái sở thích cá nhân và chia sẻ với nhau, vì chúng tôi bây giờ đã sống chung với nhau rồi, nó cũng vui lắm. Dạ, thì chị có sợ làm dâu hay không, mà khi mà cưới xong thì hai chị đã về bên Ấn Độ chưa ạ? Cưới xong đang tính đi Ấn Độ, nhưng mà thời điểm mà Trâm tính đi thì Ấn Độ quá lạnh, mà cả hai đứa đều sợ lạnh, cho nên là sẽ plan vào tháng 11 năm nay là Tết ở bên Ấn Độ thì Trâm sẽ về, nó sẽ vui hơn. Còn Trâm không có làm dâu, tại vì là mẹ ở bên kia, gia đình chồng bên kia chỉ có anh của chồng và chồng ở đây thôi, cho nên là hai đứa ở riêng với nhau. Và Trâm nghĩ thì ở riêng nó sẽ thuận tiện hơn cho mình, bởi vì cái công việc của mình cũng đi nhiều nè, rồi nó sẽ dễ hơn cho cái mặt là thoải mái hơn về tinh thần, cũng như là không có bị va chạm nhiều. Đó. Vậy tới 11 này là chị đi về bển, vậy là chị đã chuẩn bị tinh thần cũng như là về cách nấu nướng hay là cách nấu là không có rồi nha, tại vì nấu đồ Ấn là mình không có biết gì về đồ Ấn luôn á, và nấu đồ Ấn rất khó luôn, chỉ có mẹ mới làm được thôi, đưa mình là banh hết. Mà ăn đồ Ấn cũng không phải là dễ, phải là thực sự mình thích cái đồ Ấn mình mới ăn được, tại vì đồ Ấn họ dùng những cái gia vị rất là nặng mùi, cà ri nhiều lắm, cho nên là phải Trâm cũng ăn được một số món Ấn chứ không phải là ăn được hết tất tần tật đâu, cho nên là qua bên đó cũng phải chuẩn bị tinh thần là mai mì gói bên này qua để ăn. Nhưng mà cái quan trọng mà Trâm thích á là mình sẽ được đi biết nhiều hơn về cái nơi mà chồng mình đã lớn lên, đã được sinh ra và lớn lên, rồi cũng được sẽ đến những cái địa điểm của Ấn Độ để hiểu về văn hóa của Ấn Độ nhiều hơn. Và Trâm rất là thích văn hóa Ấn Độ qua điện ảnh, qua âm nhạc, thì đó là một cái cơ hội để mình có thể mở mang được đầu óc của mình. Dạ, còn về ngôn ngữ thì như thế nào, chị có sợ là về bản khi mà mình nói chuyện thì mình lại không hợp với lại mẹ không, tại vì mình thì chỉ là tiếng Anh hoặc là tiếng Việt thôi, còn tiếng Ấn thì 80% người Ấn là họ nói tiếng Anh, tại vì ngày xưa Ấn là thuộc địa của Anh, cho nên là người Ấn mà nói tiếng Anh không à. Chỉ có mẹ của Trâm á, mẹ chồng á thì là nói tiếng Ấn tới tiếng Hindi thôi, thì lúc nào cũng phiên dịch hai lớp. Ví dụ cho chồng Trâm nói tiếng Anh với Trâm, xong Trâm nói tiếng Anh chồng Trâm, xong chồng Trâm nói tiếng Hindi với mẹ, xong mẹ nói tiếng Hindi lại với chồng, rồi nó cứ phiên dịch hai lớp vậy đó. Nhưng mà
tuy là không có hiểu nhau, không bất đồng về ngôn ngữ, nhưng mà Trâm có thể cảm nhận được mẹ là một người rất là ấm áp và rất là thương Trâm. Lúc nào gọi điện về cho chồng mà cũng hỏi Trâm đâu, Trâm đang làm gì đó, và hỏi chồng Trâm là có làm cho Trâm hạnh phúc hay không, và luôn luôn nhắn nhủ là không được làm Trâm buồn. Mẹ có nói là Trâm bây giờ không phải là con dâu nữa mà là một người con gái của mẹ rồi, cho nên là mẹ rất là thương. Quay may mắn chứ, đó là cái sự may mắn mà có được một người chồng yêu thương mình, thấu hiểu mình, và gia đình chồng lúc nào cũng ủng hộ, cũng yêu thương mình, đó là một điều thực sự rất may mắn. Và Trâm nghĩ là cái gì cũng có cái sự bù trừ, cũng có sự bù đắp. Mình đã bận được một thời gian rồi thì bây giờ là trời có bù đắp cho mình thôi. Dạ, thì anh thì lại ăn món của Ấn Độ, chị thì là ăn chay. Có một cái kỷ niệm nào đó mà khiến chị nhớ, giống như là trong cái lúc mà quen nhau, hai người hẹn hò đi ăn uống thì có gặp khó khăn hay là bị ở cãi gì không chị? Thực sự ăn uống không phải là vấn đề của hai đứa, tại vì anh không phải lúc nào cũng phải ăn đồ Ấn. Anh ở nhà anh nấu, anh cũng nấu những món Tây hoặc là ăn rất là dễ, đôi khi luộc trứng gà là hai đứa cùng ăn. Hai vợ chồng rất là thoải mái về cái chuyện ăn uống. Trâm cũng ăn được đồ Ấn, anh cũng ăn được đồ Việt, hai người dễ ăn lắm, cho nên là chưa bao giờ xảy ra bất đồng về cái việc khẩu vị cả. Chị có biết được cái câu đó là ngạn ngữ của Ấn thì Trâm không biết đâu. Chào Ấn thì là Namaste, là chào. Còn ví dụ như mình gọi mẹ chồng là Mommy G, hoặc là anh rể là Dida G, chị là Didi G, lúc nào cũng có chữ G ở đằng sau. G là có nghĩa là mình kính trọng, một cái người kính trọng lúc nào cũng có G. Ví dụ như thí dụ Hạ Trâm G, dạng vậy. Theo yêu anh thì như thế nào? Cái này nó rối lắm, không biết đâu. Trâm đã từng nói rồi nhưng mà Trâm không nhớ được, tại vì cái tiếng Ấn nó khó, cái là những cái chữ nhỏ nó ghép lại với nhau á. Trâm nhớ vợ là Pia, chồng là Beta, rồi cái gì đó là Trâm không nhớ nữa. Khó lắm. Dạ, chị có nghĩ là sau này chị sẽ về Ấn chị sống không? Không. Never. Tại vì đây là thiên đường rồi. Ngay cả gia đình Trâm qua Việt Nam chơi cũng nói Việt Nam thật là tuyệt vời, là một đất nước rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và chồng Trâm nói là không bao giờ đi đâu, chỉ có ở Việt Nam mà thôi. Bởi vì đây là một cái nơi mà, tại vì người Việt Nam mình không có đi ra ngoài, cho nên là không biết những cái vấn đề của các nước khác. Nhưng khi các nước khác họ về đây, họ cảm thấy đây là một thiên đường. Đồ ăn cũng rẻ, mọi thứ dễ tìm, người con người thân thiện, và đặc biệt là rất là bình yên và hòa bình, không có cái chuyện nổ súng hay là xả súng như là các nước khác. Cho nên đây là thiên đường rồi, không cần phải đi đâu hết. Dạ, thì anh chị đã có kế hoạch như thế nào về việc sinh em bé kìa? Em bé thì các khoảng chăm plan phải 2 năm nữa, tại vì khi mà mới kết hôn thì ai cũng muốn tận hưởng cái cuộc sống của vợ chồng son. Bên cạnh đó thì Trâm và anh đều đang tập trung hết công lực cho công việc của mình, xây dựng công việc thật tốt. Và với cái cá tính của Trâm là khi mà mình có được một cái nguồn kinh tế ổn định rồi á, mình cảm thấy mình yên tâm để mình có thể mình nghỉ hát khoảng 6 tháng hoặc 1 năm để mình chăm con, thì Trâm mới yên tâm để Trâm đẻ. Thì bây giờ là đang tích góp, với lại là phải thực hiện được những cái gì mà mình còn dở dang, mình chưa làm được nữa. Dạ, thì chị thích con trai hay là con gái của ông xã của mình thì như thế nào ạ? Ông xã thích con trai, tại vì ông xã là làm kinh doanh cho nên thích con trai để hướng nghiệp cho cái theo nghiệp gia đình. Và Trâm thì thích con gái hơn, tại vì con gái mình có thể chăm chút cho nó hơn. Nhưng mà gái hay trai thì đều là con của mình và đều là trời cho cả. Và nếu như gái hay trai thì Trâm cũng rất là hạnh phúc vì mình được làm mẹ và mình có con, thì đó là cái niềm hạnh phúc của mình rồi. Dạ, chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái dự án năm 2019 của mình? Trâm đang chuẩn bị quay một cái MV, và đây là một cái MV khẳng định cái con đường âm nhạc của Trâm, và mọi người sẽ hiểu rõ Trâm là ai và Trâm sẽ hát cái gì. Và trong năm 2019 sẽ là một live show kỷ niệm 12 năm ca hát của mình. Và live show này cũng là một bước khẳng định và nói cho mọi người biết Võ Hạ Trâm sẽ thuộc về dòng nhạc nào. Bởi vì từ xưa tới giờ không ai biết Trâm hát cái gì là cố định cả. Cho nên là năm nay sẽ là năm để Trâm có thể bùng nổ với những dự án âm nhạc của mình, theo đuổi cái dòng nhạc mà mình thực sự mơ ước. Dạ,